Mới đây tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức hội thảo Thị trường bán lẻ Việt Nam, cơ hội và thách thức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về hậu cần thương mại, vận chuyển, kho bãi và bảo mật cũng như các xu thế mới trên thế giới tác động đến thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh với nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đã lọt vào top 5 thị trường bán lẻ tốt nhất châu Á, đứng thứ 28 trong danh sách thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Mặt khác, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành kinh tế này. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng các doanh nghiệp sẽ phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh lớn, đặc biệt là cạnh tranh với các nhà bán lẻ quốc tế. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các ban ngành doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển thương mại nói chung và thương mại bán lẻ hàng hóa dịch vụ nói riêng.